tao bảo mày ở nhà mày trông cái xương mà mày đi sang nhà kia mày tìm gì nhà kia tìm gì thằng kia nó đi việc gia đình nhà nó thì gia đình nhà nó phải chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ chồng con đang ở đâu mà không biết, con phải đi tìm chứ bố. Con cũng phải có sự tự do của con chứ bố. Bây giờ bố bảo chúng nó nhốt con vào trong nhà, con làm sao mà con chịu được? Nhưng mà nhìn thì mày nhìn người cháu như thế này mà mày đặt cháu nó ở nhà không, mày đi xem mày đi tìm nó biết thằng kia nó đi đâu, nó đi nhậu nhẹt như nào, ở đâu thì em mày biết đường nào mà tìm. Bố mẹ nó là bên đấy, bố mẹ đi tìm, anh em của nó đi tìm, bạn bè nó đi tìm, là việc gia đình của nó, mình không có liên quan gì đấy. Nó say xỉn nó đi việc việc của nó, nó lớn rồi có phải biết xét gì đâu. Vất vả đau thương là phần em mang, bên họ hàng chẳng được mấy khi thương, chỉ mong người chồng an ủi vô về đêm. Bố có bảo bố này này, hôm qua ấy bố chị đưa chị đến để xưa nhà mình bố ạ, xong rồi chị ấy đi tìm thằng kia bố ạ. Để xưa nhà thì hai chồng hay như bố mấy bố con đi làm về bố con thấy xưa nó làm nó khác đây bố, chị đưa để đi tìm kia này, lúc con đi tìm bố ạ, đi tìm chị đưa là chị đưa chặn đánh con bố ạ, bây giờ bố xem nào bố giải quyết đi. Chị Thư lúc trước đi tìm rồi, xong rồi con với Ngọc trở về nhà rồi không cho đi tìm rồi, mình vẫn nhất quyết đi bố ạ. Bây giờ xưa nó bé này mà dám đặt ở đây xong là ai người ta lấy người ta bế đi đâu người ta bán gì thì sao, hoặc là cháu nó nghe rằng chúng mày không biết đường mà gọi ra vì lúc đấy bố đi làm cả con phải nhờ gọi bạn con ra để trông sữa, sao con phải đi tìm chị Thư, xong rồi đã con đi tìm không chị Thư với cả bọn kia đánh con quá. Tao để chúng nó có Thư nó dậy cho nó trận thì con này mất giận, tao đã bảo rồi kệ gia đình nhà thằng Kiên, tự thằng Kiên nó đi đâu thì nó có chân đi có chân về, bảo chị mà như thế chứ không nào. Con bảo rồi chị không nghe, chị cứ bảo là chồng tao giờ đi đâu là tất cả do chúng mày hết, xong rồi cứ đổ tội cho bố con như thế ạ. Cái gì cứ đổ tội cho con về bố gọi chị Thư ra bố giải quyết đi, bảo con không chịu đâu, không thì tốt nhất là con giả riêng không còn trong nhà nữa, có chị Thư là con không bỏ đâu. Tốt nhất bố nói chuyện với chị Thư đi, bây giờ ở nhà trong em bé phải trọng phải trông chứ bây giờ đi lang thang như thế xưa lâu mới được 2 tháng rồi, bây giờ bố con ở đây cho chị Thư ở đây mà bố con còn toàn mình bạn đây. Chị cứ đổ tội hết này, đổ tội kia. Nhưng mà bảo chị Thư thì chị bảo sao? Chị bảo là bây giờ chồng tao tao phải đi tìm. Tao đã bảo rồi, nhà cái Thư ở nhà nó chỉ trong cái xưa thôi mà bây giờ chúng mày về mà cũng không quay lại cho tao. Trong cái xưa thôi không cho đi đâu mà còn những gia đình nhà thằng Kiên thì kệ gia đình nhà Kiên, nó cái trách nhiệm nó tìm thằng Kiên ngay như nào thì gia đình nhà nó, anh em nhà nó, bạn bè nhà nó thì nó đi tìm. Nhưng mà bố hiểu này, bây giờ bọn con làm chị Thư phải trẻ con. Bây giờ bọn con phải đi làm để kiếm tiền chứ, giờ không đi làm thì lấy gì mà ăn, lấy gì mà nuôi bố bây giờ. Tao đang bức xúc lắm rồi, con Thư này tao bảo ở nhà rồi, không có đi, không phải đi, không phải khóa cái cổng này. Bọn con chỉ trông chốc lát được thôi, đâu phải là trông 24/7 được. Để cho con Thư ra đây, tao gọi để tao cho nó trận. Thằng này, con này, đứa nào mà gọi nó đi hay như nào, nó đen đi mà nó lần gì được, tao cũng chịu nó thôi. Bọn em thằng Kiên nó sang, nó lôi đi ấy. Em làm kia nó hay sang đây bố. Suốt ngày sang đây. Chị Thư đi. Tao không kể không nghe cả cái việc gì bên nhà thằng Kiên rồi. Bên nhà thằng Kiên là việc nhà thằng Kiên. Tao đã đón về đây rồi nè, chỉ biết ở nhà đây thì trông con làm sao trông xưa vui đó cho nó trông cho đấy là được. Chứ không phải cái chuyện là mình lo bên việc nhà thằng Kiên. Nhà thằng Kiên nó kệ nhà thằng Kiên. Anh em thì nó phải lo. Nó có chuyện đi, nó có chuyện về. Cái con Thư này rất là gì lo, chứ không phải vào gọi con Thư ra cho sao. Gọi đây. Chứ là bố phải hiểu là bây giờ bố con phải đi làm, chứ phải là lúc nào cũng ở nhà để trông được, chứ là bà tin nào con không biết được đâu. Nên bây giờ con làm cái việc phải đi ra gì. Bố hỏi nhờ. Tao đã bảo mày ở nhà mày trông cái xương mà mày đi sang nhà kia mày tìm gì nhà kia, tìm gì thằng kia nó đi việc gia đình nhà nó thì gia đình nhà nó phải chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ chồng con đang ở đâu mà không biết, con phải đi tìm chứ bố. Bây giờ người dân nước lạ đâu mà bây giờ con ở nhà con để chồng con đi thế. Nhưng mà chị để em bé ở đây ai con nhìn đây em không xưa em bé như thế này nó được hơn 1 tháng tuổi mà con dám đặt nó ở nhà, sau này con đi con tìm thằng Kiên bố mẹ rồi nè, chỉ việc ở nhà trông cái xương thôi mà còn cơm nước tất cả nhà là phải lo mọi cái sự mọi sự mà thế con lần đi sang nhà nó làm gì hả? Cả vì anh Kiên lớn rồi đi được về được chứ phải chỉ con đâu mà phải đi tìm làm gì, lát đi thì lát về được. Đâu phải là bạn lấy đâu thì phải lấy tình chứ. Mày là rất là gì cứ tao bảo là rồi ở nhà cũng mà mày ở nhà mà trông cái xưa cơ mà. Tao không đồng ý cho sang nhà làm Kiên mà nhà làm Kiên việc nhà làm Kiên cơ mà nó lo chứ. Mà chị Thư bây giờ bảo kìa vợ chồng con trông cái xưa mà con không trông đâu. Thì là đổ vội bà lên như là trước thì con không trông đâu. Mày là rất là gì cơ mà nhìn cái xưa nhưng mà nó như thế này nó mới được hơn 1 tháng rồi mày đặt lo nhà mày đi cái việc của nhà làm Kiên thì anh em nhà nó phải lo chứ.
mà nhìn quen thì tao vào cấm chỉ mày không được đi ra khỏi nhà của mà chỉ việc ở nhà nè trông chưa đấy nhá. Từ nay đi ra mày mà cứ lần đi ra khỏi cổng đừng có trách tao. Giờ vợ chồng con muốn giúp đỡ, muốn trông xưa nhưng mà bọn con tớ cũng chả dám. Trước đấy bố nhớ xem, từ trước nhờ bế sữa tí mà chị đã đổ tội cho bọn con, không chửi bọn con trách móc. Bây giờ chúng mày đi làm nè, khóa cái cổng này, khóa cái cửa này. Ở trong nhà kết thì mày ở trong nhà thôi. Khóa nhưng có treo cửa cái kìa. Treo là được khóa cửa này vào, bây giờ không ở cho đi đâu hết. Con không phải có sự tự do của con, chứ bố bây giờ bố bảo chúng nó nhắc con vào trong nhà. Con làm sao mà con chịu được? Nhưng mà không nhìn được thì mày nhìn người cháu như thế này mà mày đặt cháu nó ở nhà không? Mày đi xem, mày đi tìm nó, biết thằng kia nó đi đâu. Nó đi nhậu nhẹt như nào, ở đâu thì em mày biết đường nào mà tìm. Mà mấy ngày trời rồi bố chồng con đi đâu chồng con không biết nên con suốt rồi con phải đi tìm chứ bố. Chồng thì bây giờ nó bên nhà nó kệ bên nhà nó, bên nhà thằng kia anh em nó phải đi tìm. Bây giờ bố bảo con như thế, đấy là con rể của bố. Bây giờ con rể của bố mất tích thì bố phải một lời hỏi thăm. Không còn lời hỏi thăm, bây giờ bố còn đi chứ. Nó lớn lên bằng từ đấy rồi làm sao mà mình thích cái gì. Nó đi nhậu việc mẹ mẹ này chứ mày cũng đảm mình cũng nghĩ là nó đi đâu thì được nó nhận nhậu mẹt với mẹ nó đi chẳng hạn đi Hà Nội Hà Ngoại hay nó đi lên Kim Quang Phú Thọ hay đi lơ cắt lơ nó đi với mẹ mẹ nó giao lưu làm sao mà biết được. Cứ nghĩ quá lên đi, lớn rồi chắc biết có chỗ ở, đâu phải trẻ con đâu mà phải lo làm gì. Thôi mày phải hỏi cái đèo đây mày xỉa xóa ít thôi. Đấy, em chẳng biết để gì đâu, em chỉ nói thế thôi. Còn nó đừng là sao đi đâu ấy, thì nhờ người trông xương mà để nó ở nhà mình đâu. Tao thấy con tao ngủ thì tao đi thôi. Ngủ thế lúc mà vợ chồng em đi làm về sao thôi khóc. Thấy con bố này mà mày không cãi nhà mẹ đi hai đứa em này không là nó nói không đúng à? Con Ngọc nó nói không đúng à? Chị phải xem mà lúc nó khóc ai bế nó, ai vô đoàn lý. Xong rồi ai đi tìm chị về. Chị có chưa được một câu cả con nào không giờ ngồi trách móc người khác. Em nói là đúng đấy, mình nhìn thấy xưa nó bằng từ này nó mới hơn một tháng rồi mà con ghép đặt nó nhẹ con đi không tìm thằng kia biết đường nào nó đi nữa, mà tìm được nó đi vào đâu nên làm sao mà gia đình nó phải trách nhiệm là kệ gia đình nhà nó từ nay đi con kệ chị đi chị bỏ bê thế nó không rốt thì lỡ xảy ra vấn đề sao rất là gì cơ biết gia đình đằng nhà kia nó phải đi tìm bố mẹ nó là bên đấy bố mẹ đi tìm anh em nhà nó đi tìm bạn bè nó đi tìm việc gia đình nhà nó. Mình không có liên quan gì, đấy nó say xỉn nó đi đến cái việc của nó. Nó lớn rồi có phải bé xét gì đâu. Kể cả nó bé cũng không biết đâu mà tìm được. Nó đi đâu mà biết đường nào mà tìm. Xưa thì nó bé như này. Mày mà rất là gì nhá, từ mai đi mày mới đi đâu tao mày. Tao cứ đi làm nó bắt đầu là nhà bắt đầu là hết chuyện nọ chuyện kia. Việc tìm anh kia chị phải lo làm gì. Bây giờ bên đấy hơn chục người tìm rồi. Cứ phải ở nhà mà chăm con đi. Khắc ngờ có người tìm được. Không có bao giờ mà không có ai tìm ấy thì nhắn đi tìm. Tao hỏi là bây giờ thằng Dung nó mất tích. Nó bỏ đi thế xem mày có đi tìm không. Mà mày mở mồm mày nói được tao như thế. Ô em khác chị con nhỏ khác rồi em chưa có con khác. Tao chẳng khác gì mày cả. Con thì mất một lơi mà lắp ra. Nó đi nó từ về đấy chưa chị lo làm gì đâu mà. Bằng đứng đấy rồi có vẻ nó bé xét gì đâu. Em biết ra đình nhà nó cúc bè phải đi tìm. Anh em nhà nó bạn bè nó đi tìm. Việc chẳng quen con chưa về nó không thích nghe tiếng luôn. Nó đi nó nhậu nghẹt là ở nhà mẹ nó có khi ở cái thôn này chứ không cứ thì nhà nó đi đâu. Chẳng quen con không về mà nó cứ không ra mặt thôi. Thấy bố đứa ở bên này nè nó cứ được đè này như thế thôi chứ có gì đâu là nó thấy nè con lừa mọi người để đi tìm nó thật ra nó được đè là nó cứ trốn thôi. Biết đâu được nó trốn hết nhà gia đình nó thở bò để con về. Vâng ngày xưa thì chồng mày nhìn được con chưa nó như thế này mà mày dám đặt coi nhà mày đi tao cũng không hiểu mày này như thế nào đúng không. Ngày xưa thì chồng bố bị gai hú bây giờ có cách gọi cũng một tuần mà cứ đi làm quá lên như kiểu cái rời cái đất lên chả nói cái gì đấy chả có gì cả tôi biết chả thế à như kể tao cái sơ số tao đánh nhau mà luôn đấy nói chung là chồng chị như làm thì em có như thế thôi em chả biết chuyện này thế nào. Đang mấy đóng hai đứa của mày không được cãi nhau thì con Thư ngồi đây. Bố đấy chị Thư không tôn trọng bố đấy. Bắt đầu ngủ lên đánh qua đây con không có đúng sự thật thôi. Thôi hai đứa đi về mấy rồi chuẩn bị cơm cơm. Không nói nữa. Nếu còn công Thư này thì mày ngồi. Bố phải lớn tiếng cả bố đi bà cơ đi kệ. Bà muốn xứ của kệ. Nào anh nhá, bây giờ vợ chồng nó nói cũng đúng đấy nhá. Chứ không phải là không đâu, bây giờ nó đi vào nó cơm thì tao nói cho mày biết nè. Từ nay đi nè gia đình nhà kia nè bố nói một câu nữa là từ nay không bao giờ để ý bên đấy làm gì kệ mình cứ biết là bây giờ là ở đây nè mình trông sữa cho nó đâu đấy chỗ còn bên đấy nè thằng kia nó đi nó say xỉn nó đi đâu kệ việc nó đi bẹn bè nó có biết làm sao được mà có đi mày để tao nóng tính lên rồi là không ra sao đâu con ạ. Vâng biết rồi ạ.
dám bỏ nhà, bỏ cái sữa nhà không mà lần đi biết được gia đình nhà nó như nào, biết đâu được nó đi bạn bè nó có khi nó ngồi ở xóm với nó chơi rồi thì nó giả vờ giả vịt thì sao, như thế nào cũng biết đường mà đi. Anh em nhà nó với bạn bè nó đến đây nó cứ bảo là vì thì gia đình nhà mình thì vì thằng Dũng vì con hay vì bố, nó cứ nói thế thôi chứ làm sao mà không biết được. Thế anh tin tưởng anh, nhưng mà phải mà đừng có mà đặt cháu như thế mà hàng bất kể đứa nào đến đây không được cho nào vào nữa. Tao mà nhìn thấy đứa nào vào nhà tao mà nói bèn chuyện linh tinh như vậy, ở nhà trông cháu làm sao, trông cháu chỉ có nhiệm vụ thế thôi, trông cháu này có bao người cầm nước chứ không phải là cái chuyện thích đi đâu là đặt nó mà đi đâu.